Chào mọi người và chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn thay mô tô chính kéo đầu kim phun cho máy in màu Epson L805. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để thay mô tô chính một cách đơn giản và hiệu quả. Hãy cùng bắt đầu! Bước 1. Chuẩn bị công cụ và linh kiện. Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ và linh kiện cần thiết cho việc thay mô tô chính kéo đầu kim phun. Điều này bao gồm mô tô chính thay thế, dụng cụ tháo vít và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Bước 2. Tắt máy in và ngắt kết nối nguồn điện. Trước khi tiến hành thay mô tô, hãy đảm bảo rằng máy in đã được tắt hoàn toàn và bạn đã ngắt kết nối nguồn điện. Bước 3. Tháo vỏ máy in. Sử dụng dụng cụ tháo vít, hãy tháo vỏ máy in Epson L805 để tiếp cận mô tô chính cần thay thế. Bước 4. Thay mô tô chính. Loại bỏ mô tô chính cũ và thay thế bằng mô tô chính mới. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối cáp và bất kỳ linh kiện nào một cách chính xác. Bước 5. Lắp lại vỏ máy in. Sau khi mô tô chính đã được thay thế, hãy lắp lại vỏ máy in và đảm bảo rằng tất cả các vít đã được siết chặt. Bước 6. Kiểm tra hoạt động. Khi máy in đã được lắp lại, hãy kết nối nguồn điện và bật máy in. Tiến hành các kiểm tra in ấn để đảm bảo rằng mô tô chính hoạt động đúng cách và máy in hoạt động bình thường. Đó là cách thay mô tô chính kéo đầu kim phun cho máy in màu Epson L805. Hy vọng rằng video này đã hữu ích cho bạn. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem video này và chúc bạn thành công trong việc thay mô tô chính của máy in. Nếu có gặp bất cứ những lỗi gì liên quan đến máy in, hãy liên hệ trực tiếp với bên mình, shop máy in Thần Vũ sẽ giúp bạn khắc phục.